Xin chào anh em nhé, chào mừng anh em quay trở lại kênh âm thanh bãi HD. Tiếp tục trong video buổi sáng ngày hôm nay thì bên cửa hàng lại thông báo tiếp tục cập nhật về cho quý vị, các bạn cùng toàn thể anh em những chiếc đẩy bãi 4 kênh. Anh em thấy là đây là một trong những thương hiệu khá là lớn, thương hiệu của Vitality, một thương hiệu âm thanh nổi tiếng của châu Âu các bác nhé. Thì với cái dòng công suất này thì nó sẽ sử dụng 4 kênh, công suất là mã của nó là 4800 HK nhé. Dòng công suất này cực khủng cho anh em, với công suất đạt 800W trên một kênh ở trở kháng 8 ohm nhé. Con này thì anh em có thể đi làm sự kiện được. Ở phân khúc này thì ở bên kia thì họ dùng đánh ba, họ đánh có quán karaoke ba sàn rồi. Với những hàng của bên cửa hàng thì rất là đẹp cho các bác luôn. Các bác thấy là con này thì cực kỳ là đẹp. Đấy. Và với một con này thì anh em có thể làm sâu sự kiện được, bởi vì là công suất của nó rất là lớn. Và con này thì sử dụng máy 3U, máy 3U nguồn biến áp của nó cực kỳ là khủng. Một lát nữa thì sẽ quay chi tiết ruột gan cũng như là nội thất để các bác khách hàng của thể anh em có thể tham khảo được những cái mẫu đẩy bãi của bên cửa hàng. Đây là một trong những cái phân khúc hàng đẹp nhé các bác nhé. Hàng này thì hàng đẹp. Chung là đối với hàng bãi mà các bác khi mua được những cái hàng này mà nó thuộc dạng hàng mới thì rất là đắt tiền. Đấy, đổi lại khi chúng ta mua được những cái thiết bị âm thanh hàng bãi mà nó còn đẹp như thế này thì các bác chỉ cần bỏ ra số tiền là bằng 1/3 đến 1/4, thậm chí 1/5, 1/6 cái giá thành của nó. Đấy. Con này thì nó sử dụng 4 kênh và đều là chiến lắp chém nhôm nhá, núm nhôm hết. Đấy, có đầy đủ các chế độ đánh từ cộng kênh, đánh sitte cũng như là đánh panel. Đầy đủ luôn. Và máy móc thì cực kỳ đẹp, thiết kế một cái máy mặt phay nhôm đằng trước này, rất là xịn sò. Đấy. Con này thì nó sẽ sử dụng hai cái quạt gió ở đằng trước, quạt rất là to đấy, một cái mặt phay nhôm rất là dày đấy. Anh em thấy là một cái mặt phay nhôm ngoài này. Vitality, một thương hiệu khá nổi tiếng nhé, chắc chắn là rất là nhiều anh em biết cái thương hiệu này đấy. Mặt phay nhôm rất là dày, nó quay sách cũng rất là dày, nó thiết kế những cái ốc lục này. Anh em thấy những cái ốc lục đấy. Mặt này thì tỷ lệ xước sát hầu như là không có nhé. Đấy, hàng bãi thì lại xuất sắc hầu như không có. Đã nhất cho anh em một chút ẩn nhạc nhé. Giờ này mình anh bước lẻ lối. Em ơi, nhiều đêm anh nhớ về em. Làm sao anh muốn được yên, ước chi mình không ngăn cách. Nói chung đây là chỉ là những cái bản nhạc demo cho anh em nhé, demo. Thực ra con này thì đánh ở trong không gian rất là rộng luôn, anh em có thể đánh ở mỗi kênh một cặp loa bass 40 và từ những cái dòng loa côn to, đánh rất là căng luôn. Dòng này thì chuyên đi sự kiện rồi. Đấy. Và hình thức mặt mũi vuông thành sát cạnh nha anh em nhé, con này thuộc dạng hàng khủng rồi. Anh em thử thấy từ những cái tấm này rất là chắc chắn này. Dây nguồn nó rất là to, đấy, anh em thấy dây nguồn khủng luôn. Thì đây sẽ quay đằng sau cho anh em luôn và chi tiết đằng sau, hàng xịn nha anh em nhé. Thì con này thì nó sẽ có 4 đường vào bằng input, input 1, input 2 này, input 3 và input 4. Trong cái input 1 và input 2 thì nó sẽ có, đây nó sẽ ghi là kênh 1 và kênh 2 này. Đấy, các chế độ đánh sitte này, đánh dồn kênh là chập kênh này, và đánh panel này. Đấy, cộng kênh thì anh em có thể cộng ở những cái rắc xiết loa này. Đây là cầu chì anh em nhé, cầu chì con này cực khủng luôn. Đấy, vẫn còn tem bát này. Bên cạnh đó thì kênh 3 và kênh 4 cũng vậy nhé, mỗi kênh thì nó đều có, sẽ có cái độ nhạy. Đấy, độ nhạy, độ nhạy sẽ sử dụng độ nhạy chung nha anh em nhé. Đấy, độ nhạy từ 0,5V đến 1.4V và con này thì nó cả đường lưu trích ra loa lẫn đường cọc loa nhé. Đấy, cả đường lưu trích cả đường cọc loa. Và đây là tem mã code của nó, seri. Anh em thấy này, à con nó cực đẹp luôn. Có nguồn con này thì nó mới khủng đó. Con này thì trọng lượng con này thì ngoài ba mấy ký, là phải 33-34 ký nhá. Đấy, anh em thấy nội thất con này có đẹp không? Đầu tiên thì nó sử dụng một nguồn biến áp quá khủng luôn. Không con nào khủng như con này. Còn nguồn biến áp 3U mà nó đẩy găng tay. Đấy, gần 3U nha anh em nhá. Anh em cảm giác là nguồn con này nó cực kỳ khủng.
chiều cao của con này nó phải xấp xỉ khoảng gần 10 phân có nguồn này. Và con này thì nó có đặc thù là rất là hay, là anh em thấy đó, đặc thù rất là hay, bốn vỉ của nó tách độc lập hết, có nghĩa là đánh bốn kênh độc lập, có nghĩa khi anh em sử dụng thì nó, ví dụ nó lỗi một kênh thì ba kênh kia nó không liên quan gì đấy. Đấy, mà sử dụng những cái sòng sò Japan 1943 và năm 2000. Con này thì sử dụng sò chính là 32 sò tổng trên 4 kênh. Và mỗi kênh của nó thì ngoài cái sò bù áp ra thì nó có một cặp sò thúc. Con này có nghĩa là tổng là 40 cặp sò, cả thúc, cả chính và cặp bù áp nữa. Đấy, rất là nhiều bù áp nhé. Mạch cả lát hắt nhé. Đấy, và dàn tụ, 8 tụ lòng nguồn. Anh em thấy là cái dây rắc của nó đi ghim lẫy hết, hai quạt to rất là êm nhé, quạt này êm nhé anh em nhé, không quạt này là quạt êm chứ không phải là quạt to, quạt rất là êm. Con này hệ thống bảo vệ cực an toàn anh em này. Đây, rút vừa rút ra quạt rất là êm này, anh em nhìn thấy hình dung nó quạt quạt xịn, quạt rất là êm đấy. Hàng thì cực kỳ đẹp cho anh em thấy cực đẹp luôn. Đây thế này, cực đẹp. Nguồn biến áp thì quá khủng luôn. Để một con đẩy mà nó khỏe thì nguồn biến áp của nó rất là lớn luôn. Đấy. Một con đẩy này thì anh em có thể đi chơi sự kiện quá là ok rồi. Đấy, đánh nhiều loa. Và ngày hôm nay thì bên cửa hàng có lên cho anh em những chiếc đẩy vãi 4 kênh thương hiệu Vitality. Và công suất của nó là 800W trên một kênh. Với dòng phân khúc này thì anh em đi sự kiện rất là nhàn luôn. Hình thức thì mặt mũi rất là đẹp luôn. Thì giá thành thì bên cửa hàng xin báo giá cho anh em, giá của nó là 7.500.000 anh em nhé. Anh em có nhu cầu đặt hàng có thể alo trực tiếp tới số máy cửa hàng là 0396 855 899.